Lại nữa, A Nan, nếu có người dùng tâm xét lại tánh Diệu Minh, sẽ thấy rõ suốt khắp thân, nếu ông siêng năng miệt mài trong việc tu tập, cuối cùng ông sẽ có khả năng thấy được mọi thứ bên trong thân ông, đó là chuyện thường, nếu ông muốn thấy được như thế, nhưng nếu ông chỉ có khả năng thấy được cảnh giới này trong phút chốc thôi, thì đó là trạng thái của sắc ấm bỗng nhiên có thể lượm ra những con trùng con sán từ trong thân mình mà thân thể vẫn nguyên vẹn không bị tổn thương trong cảnh giới này bỗng nhiên ông có thể lượm trùng sán từ trong bụng mình ra đủ loại dài ngắn lớn nhỏ ông chỉ cần đặt tay vào là lôi nó ra được những loại trùng được lôi ra là có thực mà chẳng tổn thương đến khoang bụng ông nghĩ loài trùng được lấy ra như thế nào nếu ông đưa tay vào trong bụng để lấy được trùng sán ra thì khoang bụng sẽ bị tổn thương nhưng khoang bụng hoàn toàn không bị rách bể thân thể còn toàn vẹn trường hợp này có thể giải thích theo hai cách một có thể hiểu là thân thể của nó vẫn còn toàn vẹn nghĩa là thân thể của loài trùng sán vẫn còn toàn vẹn chẳng bị tổn thương chút nào và vẫn sống khỏe mạnh còn hiểu theo cách thứ hai là khoang bụng trong thân thể mình vẫn toàn vẹn không bị tổn thương Trạng thái này gọi là tinh minh tràn ra hình thể, một loại ánh sáng rất trong suốt tràn ngập khắp thân thể của ông. Thực ra ông chẳng đưa tay vào khoang bụng mình để nhặt những con trùng sán ra, mà trùng sán tự thoát ra. Đây chỉ là trạng thái nhất thời do tinh tấn công phu, chẳng phải là chứng thánh. Trạng thái này không phải như một việc gì đó thường xảy ra. Nếu đây là cảnh giới xảy ra thường xuyên, thì tình huống khác hẳn đây không phải cảnh giới khi chứng quả thánh nếu không nghĩ mình chứng thánh thì đó là trạng thái tốt sẽ là tốt đẹp không gây nên vấn đề gì nghiêm trọng còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến nếu quý vị cho rằng ta vừa chứng quả vị thánh ta có thể lấy những trùng sán này từ trong bao tử mình ra chẳng tuyệt diệu hay sao các người đâu được như thế nếu quý vị trở nên tự mãn đắm chấp vào trạng thái vừa xảy ra thì quý vị sẽ bị ma vương quyến rũ thành quyến thuộc của nó